Con này nứa 12 nứa trước đẻ bò gì? Một cái dán cho cái mẹ ở trên đài đây. Đây rồi em. Trên đài ngay đây. Ừ. Trên đài để xem. Bán xong cái là bắt đầu cái dịch 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 gì đó. Nhờ nó này chữa Viêm da đấy. chữa hơi ngắn ngày nhờ. Mới được có chưa được 3 tháng à? 3 tháng hơn. Hơn 3 tháng. Tưởng lấy lựa lựa giá cho mua cho. Ở bao nhiêu? Tầm độ đầu 4 được không? 4 đấy à. 4 mấy thì bán? 5. Rồi cứ làm cái 45 phát. 45 phát nhưng mà phải khám được. Không phải khám xét thì cho mẹ 100% luôn, bảo hành luôn. Bảo hành 100% nhưng mà đến lúc khám nó không được giống thì Không mà phải bảo khám. thế. Khám như cho khám như sao ai chả cho khám. Đấy cháu mua bây giờ nhiều phát nhờ các ông cứ bảo hành xong cuối cùng về mẹ không có giống chết Không dở. giống, bây giờ thì cứ khám luôn. Giờ Bây mới giờ khám. nó đơn giản mà không? Khám bây giờ đến đã như thú tình của Thế người ta. đấy, khám phát Nó biết cho ngay mà cho tay một cái là nó biết thì. vì con này nó khám được rồi, con này ba hơn 3 tháng, 3 tháng rưỡi đúng không? 3 tháng rưỡi khám tốt Người rồi. ta khám 2 tháng là biết. Nếu mà nó tinh là nó 2 tháng bọn khám không chuẩn. không chuẩn đâu. Vì bọn cháu đây làm nghề biết bọn nó khám tầm 2 tháng phải thú y giỏi. Đấy, bọn nó ấy là nó khám nó biết gì về nó vào cứ dạo con nó khác gì đấy. Đúng rồi, Được nó cái sợ không không được thì dạo nó. con nó khác nên nó biết ngay. Nhưng mà nhiều con á, có thằng nó không biết là nó bị viêm hoặc là nó bị u huyết nó cũng không biết. Phải thú y phải chuẩn. Đấy. Cứ làm cái 45 phát không ạ? Làm bán nhà thôi. Được thì để làm việc. Hay bán con tháo kia đi. Vì con đấy lại vậy thì nó kêu mua con cuộn về cho nó kêu Rồi. lại làm một con cuộn về là dây bạn đang gặp bán con kia bán con kia lại nuôi con khác đâu thế con mua 2 con này là ông mua bê ấy hết à? Thế là nuôi từ được bao lâu rồi nhỉ? Con này là bồ tư này. Con này là mới lấy giống không? 2 tháng. Con kia là đẻ 2 lứa rồi. Con này là bây giờ lấy giống được mấy tháng rồi không? Nó phải đến 3 tháng. 3 tháng. Ăn vào lái là đẹp đấy. Bán nó nào không? Cái này giờ lấy được bao nhiêu? Nhưng mà vấn đề là giống được mấy tháng? Giống 100% nếu sai chịu. Đấy, phải bảo hành giống được Bảo không? hành luôn. Đấy. Thế ông lấy bao tiền? 50. Đòi ác phết đấy. Xong, cái gì đó. Cái con tháo này. Tháo không muốn bán. Ừ. Gây thêm xong lại bán cái này lại mua rồi con con. Con tháo này ông bắt đâu đây? Bắt chắc rồi. Đợt này đẹp phết rồi này. Nó bắt được bắt chắc rồi. Ừ. Đợt ý ấy đấy mà bây giờ nhìn đẹp đấy nhỉ. Giờ ông chăn được nên là nhìn nó nhanh đẹp. Đấy, bắt những con bò này nuôi gây lái nhìn quá thích luôn. Tính ra là lúc ông mua đấy là bao tiền nhỉ? Nên bây giờ được mấy tháng rồi? Đấy, con này đấy, tuyển những con bò này nhìn đẹp. Và quá chất luôn đấy. Đối bò lái quá đẹp luôn. Màu áo các thứ quang quấy chuẩn hết, không lỗi vết gì. Bây giờ miễn nó to. Thì bây giờ quan trọng nhất nó là nó đấy là ngày xưa thì Ngày xưa cứ mới có quan tuyển niệm mới thế nọ kia chứ cày kéo thì người ta mới cần chứ ông bây hiểu giờ chưa? quang quái kia thì nó chả cần thiết. Thế vì ông toàn lấy thụ tinh 3B hết thì làm cái gì? Khoái làm cái gì? Bây giờ 3B bây giờ nó khoang trắng rồi đó thì nó Bây giờ lưỡi trắng đấy. Còn trắng rồi thì trả lấy. lưỡi trắng giờ không được. Lưỡi trắng rồi ấy nó còn đẹp hết. Nhưng con này là ông thụ tinh cho nó được mấy tháng rồi à? Đấy rồi hơn 2 tháng rồi. Đấy mà 2 tuần. Con này nữa.
Đấy, tuyển những con mò lái này thì lấy tinh gì cũng được. Thế hơn 2 tháng rồi. Có 14 nó lại bao nhiêu này nhỉ? Dòng này cái ông thụ tinh loại gì cũng ok luôn, kể 3B các kiểu đều đẻ chuẩn hết. Núi nó phải cao trường phải chưa? Dòng này là nó không cao quá mà không phải là lùn. Vừa tầm. Đây, như con này. Nó phải có công. Đây, con này đợt này nhìn đẹp nha. Nhẵn nhụi bóng lộn. Nói chung là ông có công nhận không? Tất cả do khâu chăm sóc hết. Mình chăn hẳn hoi nhìn con bò nó mới đẹp được. Đấy, cứ chăn đều là sáng mình cứ... là trưa là hôm nắng quá đây mấy ngày là không tắm thì mấy Đấy, dòng con này livestream đẹp. tắm tắm Đấy, nhìn con bò nhà ông biết ngay con bò ông chăn hẳn hoi, nhìn con bò lúc nào nó sạch sẽ đẹp. tắm Nhiều nhà chăn con bò nhìn bẩn ghê chết. mấy ngày thì mấy ngày là không tắm Đấy, ba mẫu ngày bò gây lái đẹp này. Nói chung là hai con này của ông đều được, con nào cũng được. Con này cũng đẹp. To, nó vẫn to nữa mà. Con này mới đẻ 2 lứa nhỉ? hai lứa là lứa thứ ba, Đang có bầu lứa thứ lứa 3. thứ hai thì bán cho thứ ba tiên tiên đảo. Đây, con này này mai to này. Đây là bầu Cái tư. này cái dạo đấy nó covid đấy, thế là à gì viêm da đấy, bán xong cái là con bò nó kệ bị đó, Nên nó lây à? không bán rồi nhưng xong bán nó À. kệ bị đấy. Đợt đấy bán may thì bán được, không có gì mà lo lại bị. Món nó chả bị đây, hai con này Đấy, nó nói bị. chung là hai con này của ông gây lái là rất là đẹp luôn, Con mẹ không phải suy nghĩ. đấy, mấy con mẹ nhớ cái ông nào đó Đấy. bị mất 2 cuộn. 2 bộ cuộn. Có một con nó khoang khoang lên bị mất. Ok, thế không nhá.